Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, vào sáng ngày 25 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng GDP quý 1 đạt 3,32%, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 là 5,03%. Nhiều địa phương sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp, thậm chí có tỉnh tăng trưởng âm. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực công nghiệp, xây dựng. Thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 có xu hướng giảm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng mới đạt 15,65% kế hoạch năm. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, trong khi số tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng. Về giải pháp, Chính phủ cho biết sẽ thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường phân tích, dự báo, không để bị động bất ngờ về chiến lược, tập trung cho động lực tăng trưởng về tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu. Chính phủ cũng cố gắng triển khai hiệu quả gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng. Nghiên cứu đề xuất Quốc hội về phương án đối với thuế tối thiểu toàn cầu và việc miễn giảm gia hạn loại thuế, phí, lệ phí một cách phù hợp. Về giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt tối thiểu 95%. Thảo luận tại tổ có ý kiến đại biểu cho rằng, năm 2022, đất nước nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát. Năm 2023, để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh thương mại thế giới suy giảm, xuất khẩu suy giảm, doanh nghiệp cắt đơn hàng, tác động đến người lao động, an sinh xã hội đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, phải có sự tập trung, có cả giải pháp cấp bách và lâu dài. Ý kiến khác cho rằng trong báo cáo đã đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan của những khó khăn hạn chế trong tình hình phát triển kinh tế xã hội là đúng nhưng chưa rõ ý, nhất là các yếu tố bên trong và việc phát huy nguồn lực, tiềm lực tăng trưởng. Với cái thời gian mà chúng tôi theo dõi, chính là hơn 2 năm, thì đến thời điểm này thì chúng ta đều nhận thấy là cái việc triển khai nó tùy theo từng địa phương thì mức độ nó khác nhau. Đấy. Nhưng nó có mấy cái mà các ông chí là chúng tôi nhận thấy là cái kết quả đạt được ấy, một là các cái mô hình, các cái sinh kế và các kết quả thực hiện chưa có cái gì mới. Đi một số địa phương thì bà cảm thấy vẫn là mô hình nuôi bò thôi, nuôi bò nuôi dê theo cái cũ thôi, không có gì mới. Hai là đào tạo nghề thì cũng là tình trạng chung, nghĩa là vẫn đào tạo theo những nghề mà từ trước các đơn vị đào tạo nghề có. Còn đào tạo nghề theo cái để mà gọi là định hướng, chúng ta nói là chuỗi giá trị hay là cái sinh kế bền vững để làm sao nó gắn vào cái tiềm năng lợi thế của các địa phương thì cái này cũng chưa có nhiều địa phương làm được, rất ít cái điểm sáng. Thế như vậy vẫn là cách làm cũ để chúng ta giải ngân kịp thời và gắn như vậy. Đại biểu dẫn chứng, năm 2022 còn dư gần 20% đầu tư công với gần 135.000 tỷ không sử dụng đến. Nếu tất cả số tiền này được sử dụng thì không chỉ tạo thêm thu nhập những người trực tiếp sản xuất hàng hóa, mà nó kích thích vận tải phát triển, nông nghiệp phát triển, thương mại phát triển. Các đại biểu Quốc hội cũng đã thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, thảo luận về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.